Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City phiên bản CVT. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này cũng đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này được thiết kế với màu xanh Kawasaki quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda City CVT 2017 này các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City CVT 2017 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City CVT 2017 này các bạn nhé. Màu xanh Kawasaki rất là đẹp luôn rồi các bạn nhé. Và nhìn về cái phần đầu, phần ba đời sốc trước của xe đây các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này là form mới rồi các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ cụm đèn pha này, đèn led ban ngày này, đèn gầm này đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp đây phần đầu. Dàn lốp còn rất là mới luôn. Đấy, dàn lốp rất đẹp luôn các bạn nhé, rất là dày luôn này. Dàn lốp còn rất là dày. Và nhìn từ đằng sau, phần ba đời sốc sau thì quý bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị màn hình rồi, camera lùi rồi, cảm biến lùi rồi. Và cụm đèn hậu này đều rất là đẹp luôn các bạn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đây là cái cụm đèn hậu này, rất đẹp luôn. Dàn lốp thì còn rất dày, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cho nên là những cái phần nước sơn zin, nước sơn nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều luôn quý vị các bạn nhé. Là ràng đúc mặt phay cũng chưa có bị xước sát gì cả này. Đấy, đều rất là đẹp. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa rồi các bạn nhé. Đấy, đây là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Đây là cái cánh cửa phía trước bên lái các bạn nhé. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp này. Táp lô, vô lăng, cần số đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây tôi sẽ bật điện cho quý vị các bạn xem. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này hơn 8 vạn km rồi các bạn này. Đấy, đồng hồ công tơ mét là hơn 8 vạn các bạn nhé, 8 vạn 8. Đấy, và xe cũng đã được trang bị màn hình Android, camera lùi. Đấy, và đặc biệt là cái phần trần các bạn thấy này, trần nỉ chủ xe đã bọc ni lông cho nên là còn rất đẹp nhé. Bây giờ bỏ cái ni lông ra là trần đẹp sạch như mới luôn. Đấy, bọc ni lông này thì đơn giản thôi, tháo ra rất là dễ luôn nhé. Và ở cái bản CVT này thì xe cũng đã được trang bị nội thất ghế da rồi này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 đây các bạn nhé. Sản xuất năm 2017 này. Bản 1.5 CVT sản xuất lắp ráp tại Honda Việt Nam. Đấy, rất đẹp luôn và rất là mới luôn các bạn nhé. Ở cái bản CVT này thì tuy chưa được trang bị vô lăng bọc da nhưng cũng đã cruise control rồi. Đã có cruise control rồi nhé, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, toàn bộ từ vô lăng, cần số tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp đây các bạn nhé. Đấy, nội thất cũng rất là đẹp và đã được trải sàn da rồi này. Tôi bật hết lên để giới thiệu cho quý vị các bạn nhé. Bật cửa thì được ốp inox rồi này. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ các bạn nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ, xin lỗi quý vị các bạn. Đấy, toàn bộ từ keo chỉ này cũng còn nguyên này, táp bi rất là đẹp luôn này. Đấy, táp bi này, toàn bộ nội thất đằng sau này đều rất là đẹp. Ở phân khúc sedan hạng B thì chiếc xe Honda City cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Bật cửa này, ốp inox rất là cẩn thận rồi. Đấy, đây là cái phần cốp sau này,
ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau nguyên bản hết luôn các bạn nhé, rất đẹp. Lốp xe cua đây, lốp xe cua các bạn nhé, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ là còn nguyên bản. Đấy. Táp bi cánh cửa này, nội thất này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có bị xước sát gì cả đâu. Nội thất rất đẹp này. Và bên phụ cũng được bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Đây là bên phụ này. Đấy. Keo chỉ cánh cửa này. Táp bi, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng cần số tay phanh đây các bạn này, rất đẹp này. Màn hình Android to đùng. Đấy, chiếc xe đã được lắp thêm màn hình Android rồi. Nội thất ghế da này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe 2017 lăn bánh được hơn 8 vạn, rất là đẹp rồi. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City 2017 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít quý vị các bạn nhé. Đấy. Và tất cả là còn nguyên bản này, từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy. Đấy, số máy này. Riêng ở Honda thì các bạn biết rồi đấy, động cơ rất là bền. Động cơ của những chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản nói chung và Honda nói riêng đều rất là bền các bạn nhé. Cho nên máy móc dù có chạy nhiều hay chạy ít, kể cả những chiếc xe đời 2000 mấy đến bây giờ, máy móc cũng đều rất là sáng, rất là đẹp. Chứ nói gì đến những chiếc xe 2017, những chiếc xe này tính ra mới dù sử dụng có 7 năm thôi, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi đây. Và ở động cơ thì các bạn biết rồi đấy ạ, động cơ của Honda rất là bền, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây là phần cabo này, keo chỉ cabo này còn nguyên zin này. Đấy. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City phiên bản CVT sản xuất năm 2017, lăn bánh được hơn 8 vạn km các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City CVT 2017 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ga chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.